Sao Nam Vi Bít bất ngờ công bố tin vợ kém 16 tuổi mang bầu, nhiều đồng nghiệp gửi lời chúc mừng. Thông tin bà xã kém tuổi của nam diễn viên nổi tiếng Vi Bít đón tin vui khiến nhiều khán giả bất ngờ. Cách đây chưa lâu, khán giả dần dần trước thông tin diễn viên Quách Ngọc Tuyên và bà xã kém 16 tuổi, Thảo Hân đón tin vui lần hai. Theo đó, vào ngày cả tháng 4, Quách Ngọc Tuyên khoe hình ảnh que thử thai hai vạch khiến netizen đặt nghi vấn bà xã nam diễn viên có thai lần hai. Mới đây nhất, Quách Ngọc Tuyên đã chính thức công bố tin vui của anh và vợ. Theo đó, chia sẻ cảm xúc trong buổi gặp mặt ekip quay drama Vì Cá Tiền Chuyện, Cá Con Vượt Biển Lớn. Quách Ngọc Tuyên gửi lời cảm ơn đến bé Hân, tên gọi thân mật của anh dành cho bà xã, phóng viên. Tuyên đi quay xuyên suốt, nhiều lúc đi quay từ sáng đến khuya, rồi về một chút hôn con, hôn vợ một chút là đi quay tiếp. Và Tuyên nhớ mãi ngày quay cuối cùng của quay drama Vì Cá Tiền Chuyện, Cá Con Vượt Biển Lớn cũng là lúc mà Tuyên được bác sĩ báo tin vui, tức bé Hân đang có em bé. Quách Ngọc Tuyên xúc động cho biết. Việc Quách Ngọc Tuyên công bố tin vui lần hai giữa buổi gặp mặt đã khiến nhiều bạn bè, đồng nghiệp bất ngờ. Nhiều sao Việt như Hứa Minh Đạt, Hoàng Mèo, Tân Trề cũng gửi lời chúc mừng đến anh Vi Cá. Bên cạnh đó, Quách Ngọc Tuyên cũng không quên gửi lời cảm ơn đến bà xã vì đã luôn bên cạnh đồng hành, ủng hộ mình suốt thời gian dài. Dù cho thường xuyên bị nghén do đang trong những tháng đầu thai kỳ, thật sự bé Hân đã thay Tuyên quản lý những chuyện sản xuất phim, lo cho đoàn, lo cho gia đình. Dù bị nghén rất nhiều nhưng bé Hân vẫn cố gắng hỗ trợ cùng Tuyên và mọi người. Một lần nữa cảm ơn bé Hân rất nhiều, Quách Ngọc Tuyên trải lòng. Được biết Quách Ngọc Tuyên đang bận rộn với sản phẩm web drama mới mang tên Vì Cá Tiền Chuyện, Cá Con Vượt Biển Lớn, sản phẩm được anh ấp ủ nhiều năm nay. Chia sẻ thêm về hành trình nghệ thuật, Quách Ngọc Tuyên cho hay anh khao khát được thực hiện một dự án điện ảnh để làm món quà tri ân khán giả sau gần 20 năm làm nghề. Quách Ngọc Tuyên trải lòng, đồng thời chia sẻ tham vọng bản thân, tôi thèm một dự án điện ảnh lắm và tôi quyết định làm web drama lần này để đo nhiệt khán giả. Từ đó hướng đến dự án điện ảnh vào một ngày gần nhất.